Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là chiếc máy cắt cỏ thế hệ mới bên em đang có bán ra thị trường, bán lẻ, bán buôn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy thiết kế rất là mới lạ, rất là độc đáo. Và nó tránh việc chúng ta phải đeo lưng làm việc trong nhiều giờ liền, rất là vất vả và mệt mỏi. Ở đây thì nó cũng thiết kế giống như chiếc máy cắt cỏ bình thường, là cũng có cái lưỡi cắt và một cái chặn nguyên liệu, chặn cỏ khi chúng nó phay. Ở đây là sử dụng có hai thì, dung tích là 52cc, rất là khỏe đấy. Con này khỏe hơn cái dòng cắt cỏ rất là GX25 rất là nhiều đấy. Ở đây là có một cái công tắc bật tắt, công tắc điện. Đây là dây ga, chúng ta sẽ bóp ga bằng cái này, tăng ga, giảm ga. Đây là có một cái cần để chúng ta giật nổ. Đây là hệ thống gió, on là mở, off là đóng. Dưới này có một cái bóng xăng, chúng ta lưu ý khi sử dụng lần đầu tiên và những lần tiếp theo mà nó bị tụt thì chúng ta cũng sẽ phải bóp bóng xăng cho xăng nó lên để chúng ta tiếp tục sử dụng. Nhìn trực quan chiếc máy này thì rất là chắc chắn. Tổng trọng lượng rơi vào 15kg. Cơ cấu dắt tay rất là tiện, rất là thông minh. Sau đây chúng em sẽ test thử luôn. Chúng em sẽ test thử luôn cho khách chiếc máy này. Độ xăng 2 thì, nó xăng 2 thì nhé. Quý vị và các bạn nên lưu ý chúng ta sẽ pha theo tỷ lệ 1:25. Đấy là 1 nhớt và 25 xăng. Để cho máy hoạt động trơn tru và bền bỉ nhất, chúng ta pha tỷ lệ 1:50 thì cũng ok thôi, nhưng dùng một thời gian dài chục chiếc nó sẽ bị bó, không tốt, cho nên chúng ta cứ lên pha. Dạ vâng, sau đây em xin thử cái chiếc máy cắt cỏ 2 thì dòng thế hệ mới, dòng đẩy tay rất là tiện lợi đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để máy ở vị trí như thế này, chúng ta bật công tắc lên, bật công tắc và chúng ta sẽ giật nổ và chúng ta sẽ hạ cái chân phụ xuống và để chúng ta bắt đầu sử dụng. Thì giật nổ chiếc máy này rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần bơm xăng, ti xăng đầy đủ, pha xăng qua nhớt chuẩn, đã nổ ngay. Và chúng ta sẽ như này cho bác là tăng ga là sẽ quay quay dưới rồi chúng ta cắt thôi.
thành việc cắt thử với chiếc máy cắt cỏ thế mới này. À, chiếc máy này thì nói chung là phay rất là tốt, cỏ ở đây rất là cứng đấy. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn. Quý vị tìm kiếm điện máy Bình Dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.